Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá sầu riêng cập nhật ngày 14 tháng 2, 2024. Giá ri sáo có giảm nhẹ. Tại miền Tây, lắc thon 145.000 tới 150.000 đồng. Sáu hũ 103 tới 140. Chuồng bò 102 tới 130. Ri sáo hàng đẹp 140 tới 145.000. Ri sáo mùa xô 125 tới 130. Sầu thái hàng đẹp 185 tới 195.000. Sầu thái mua xô 107 tới 175.000. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp 138 tới 143.000. Ri sáo mua xô 125 tới 128.000. Sầu thái hàng đẹp 185 tới 193.000. Sầu thái mua xô 107 tới 175.000. Tại Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 138 tới 143.000. Ri sáo mua xô 125 tới 128.000. Sầu thái hàng đẹp 185 tới 193.000. Sầu thái mua xô 107 tới 175.000. Giá sẽ có sự chênh lệch. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.